Một chiêu lừa đảo quen thuộc đúc bóng vay tiền đáo hạn ngân hàng trả lãi suất cao, một người phụ nữ vay gần 30 tỷ đồng rồi mất khả năng thanh toán. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bắt tạm giam Huỳnh Thị Phượng Kiều, 51 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long là người mà Hải Vân vừa nhắc đến. Theo điều tra, lợi dụng sự quen biết trong kinh doanh, Huỳnh Thị Phượng Kiều đã hỏi vay tiền của một phụ nữ ở thành phố Vĩnh Long và được cho vay nhiều lần. Trong khoảng thời gian từ năm 2015 tới năm 2019, Kiều thực hiện trả nợ gốc cùng tiền lãi đầy đủ. Thế người phụ nữ hoàn toàn tin tưởng, Kiều đã đưa ra thông tin gian dối về việc cho dây đáo hạn ngân hàng. Hiện đang có nguồn khách hàng cần tiền để đáo hạn. Sau khi nhận được tiền cho dây, Kiều không hề cho ai dây đáo hạn ngân hàng như đã nói. Thực tế, Kiều đã sử dụng số tiền đã dây được của nạn nhân gần 30 tỷ đồng để trả tiền lãi dây cho chính nạn nhân và chi trả các khoản nợ khác. Sau nhiều lần không liên lạc được với Kiều, nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.